Trên Nokia N8 này thì mình hơi bị thích cái phần mềm mà nghe nhạc các bạn, cái giao diện những cái album của nó lướt rất là nhìn rất là đẹp ha, cái giao diện của nó rất là đẹp luôn. Ok, rồi như tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ nói về camera ha, làm riêng một cái video nói về cái khả năng chụp ảnh của Nokia N8. Đây là camera phone hầu như là tốt nhất năm 2010 nha các bạn. Đây là thiết bị Nokia N8 có mức giá rẻ nhất Shopee là 280.000 ha. Và mình để những cái link liên quan ở dưới phần mô tả, nếu bạn quan tâm thì các bạn có thể xem lại. Và nếu như các bạn muốn bỏ qua tất cả những cái tính năng khác mà xem nó như một chiếc máy ảnh compact ha các bạn, thì mời các bạn theo dõi cái video này nha ha. Tại vì hiện tại mình thấy cũng không có chiếc máy ảnh compact nào mà cái độ phân giải 12 megapixel mà có cái mức giá là 280.000 đâu nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn đi vào chi tiết cái chất lượng ảnh chụp được từ cái thiết bị này nha. Thì bình thường nha các bạn, đây là cái cảm biến máy ảnh của Nokia N8. Cái cảm biến nó sẽ đóng lại như này. Khi mà các bạn vào cái ứng dụng chụp ảnh nè. Đó. Khi các bạn vào cái chế độ ứng dụng chụp ảnh á, thì cái cảm biến nó mở ra ha. Bây giờ các bạn đã thấy nó mở ra chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái ảnh chụp được từ cái Nokia N8 này. Và đối thủ của nó hôm nay chính là Realme 5 Pro nha. Realme 5 Pro thì được trang bị cảm biến Sony IMX586. Đây là một cảm biến được sử dụng trên một số flagship như là Oppo Reno 10X Zoom nè, rồi Oppo Find X2 nữa. Cho nên là cái chất lượng chụp ra, chất lượng ảnh chụp ra từ cái Realme 5 Pro là mình rất là hài lòng luôn. Và mình muốn so sánh nó với cái thiết bị mà chụp ảnh tốt nhất năm 2010. Thì Realme 5 Pro ra mắt năm 2020, thì đây là 2010. Cho nên là có thể xem giống như là cách 10 năm á. Đây là hai thiết bị cách nhau 10 năm nha các bạn. Hai thiết bị này cách nhau 10 năm, nhưng mà nó có một cái điểm tương đồng á, là cả hai thiết bị này đều có cái độ phân giải là 12 megapixel ha. Ở trên Nokia N8 thì có độ phân giải là 12 megapixel, 4000x3000 ha, kích thước ảnh. Còn mặc dù là trên Realme 5 Pro có độ phân giải là 48 megapixel, nhưng đó là công nghệ gộp điểm ảnh. Thực tế thì camera này, cái cảm biến này có cái độ phân giải thực tế cũng là 12 megapixel. Kích thước ảnh là 4000x3000 ha, và mình sẽ để ở cái chế độ chụp tỷ lệ 3:4 tương đương với nhau luôn. Thêm về camera của Nokia N8 này nha bạn. Đó thì nó hỗ trợ flash xenon, thì trong cái bài đánh giá chi tiết mình đã nói rồi, flash xenon của nó hiện tại là bị hư rồi bạn, nó không còn đánh flash được, cho nên là chủ yếu chúng ta chụp ban ngày thôi. Về cái thông số thì mình xin nhắc lại thì nó sử dụng ống kính quang học, ống kính Kazai của Đức ha, và có cái khẩu độ là f2.8, còn ở trên Realme 5 Pro khẩu độ là f1.8 nha. Và cả hai đều hỗ trợ autofocus hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giao diện chụp ảnh của Nokia N8 này bạn. Đây là cái giao diện chụp ảnh của Nokia N8. Giao diện chụp ảnh của Nokia N8 thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái tốc độ chụp ảnh của nó nè. Đó, thấy không? Tốc độ chụp ảnh của nó cũng rất là nhanh ha. Đó. Thì đây là cái chế độ 12 megapixel, khung hình là 3:4 ha. Còn các bạn muốn chuyển về cái chế độ là 16:9 thì các bạn chỉ cần zoom ngón tay ra thôi thì nó sẽ chuyển về 16:9 và có độ phân giải sẽ là 90 megapixel nha các bạn. Đó. Cái cách chuyển này nó cũng rất là nhanh mà chúng ta không cần phải vào phần cài đặt luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó chụp cái bàn tay của mình thử nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Nói về cái Nokia N8 này á, thì nó là một thiết bị ra mắt ngày xưa, cho nên là về cái phần mà auto của nó thì nó không có bằng những thiết bị bây giờ. Ví dụ như Realme 5 Pro nó auto rất là tuyệt vời ha. Mình đã làm một cái video so sánh nó với lại LG G5 rồi, mình sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo luôn. Thì mình đánh giá cái chất lượng ảnh của nó còn đẹp hơn cả LG G5 nữa. Tất nhiên là LG G5 là một thiết bị chụp ảnh đẹp nhất 2016, cho nên là qua thời gian này kia cái nọ thì cảm biến của nó sẽ có cái độ hư hao á, cho nên và cái thực toán ngày xưa cũng không bằng bây giờ, cho nên là nó thua kém so với lại Realme 5 Pro là một cái điều chắc chắn rồi các bạn. Còn thiết bị Nokia N8 này lại càng xưa hơn nữa, thì bây giờ chúng ta xem là nó có gánh nổi so với Realme 5 Pro hay không ha các bạn. Nói thêm về cái giao diện chụp ảnh này thì các bạn phải bấm vào phần ba chấm nè. Thì đây nó cho các bạn là chọn chế độ cảnh nè, nó có cái tính năng dò tìm khuôn mặt, rồi cái khung lưới khi chụp ảnh, rồi chụp hẹn giờ nè, tông màu, ví dụ như tông màu thì nó có những cái tông màu như thế này, đen trắng này kia ha các bạn. Đó, đó là những cái cài đặt của nó. Rồi phơi sáng tức là ISO, phơi sáng tức là EV các bạn. Và cái chế độ chỉnh ISO này, độ tương phản, độ sắc nét nè. Ở đây chúng ta có thể vào phần cài đặt để có thể cài đặt, ví dụ như là chụp ảnh nó có thể lưu lại thông tin vị trí ha. Tại vì nó có hỗ trợ GPS mà, nó sẽ gắn tag vị trí ở trong cái tấm ảnh luôn. Đó.
Đây là những tính năng. Và một cái điều nữa là camera của nó không có tắt âm chụp ha. Trừ phi các bạn chạy những cái bản mà firmware tùy chỉnh thì các bạn sẽ tắt được. Còn bình thường nó chỉ có 4 cái âm chụp thôi, chúng ta không thể tắt được ha. Đó, đó là một số vấn đề về camera của nó. Và cái chế độ lấy nét của nó thì cũng lâu rồi á, cho nên nó cũng không có được tốt như thiết bị bây giờ. Ví dụ như các bạn muốn chụp bông hoa cận cảnh thì các bạn sẽ vào cái chế độ cận cảnh ha. Rồi để cái khoảng cách. Đó, để cái khoảng cách gần gần á thì chúng ta sẽ chụp ha các bạn. Để khoảng cách gần gần thì chúng ta sẽ chụp nó khoảng đâu đó thì 15 cm đi. Mình khoảng khoảng đó đó. Đó là cái chế độ cận cảnh của nó. Một số cái chế độ khác ví dụ như là M là người dùng xác định nè, rồi A là tự động, chân dung và phong cảnh. Chúng ta sẽ có chụp thể thao, chụp thể thao và chụp buổi tối nè, rồi chân dung buổi tối nữa. Đó là một số cái chế độ chụp ảnh của Nokia N8 nha. Còn đây sẽ có zoom lên, cái zoom của nó cũng rất là mượt các bạn. Các bạn để ý nè, zoom của nó rất là mượt ha. Các bạn có thể gõ tay để zoom nữa. Ngoài cái việc mà sử dụng cái thanh đó, các bạn có thể gõ tay để zoom. Thôi mình sẽ chuyển về cái chế độ tự động ha. Rồi, đó là sơ qua cái vấn đề chụp ảnh của nó. Còn vấn đề quay thì Nokia N8 sẽ quay được cái độ phân giải là HD 720 pixel ha các bạn, 720. Tất nhiên là ngày xưa thì cái chế độ quay phim của nó không có hỗ trợ autofocus đâu, chụp ảnh thì có nha. Còn quay phim thì nó sẽ lấy nét vô cực luôn, không thể nào quay được cái vật thể gần ha, do giới hạn ngày xưa. Ngày xưa thì cũng đa số là chú trọng đến cái khả năng chụp ảnh thôi, chứ cũng không chú trọng đến cái khả năng quay phim lắm ha các bạn. Đó, nhưng mà vào thời điểm ra mắt thì quay phim và chụp ảnh của nó cũng thuộc dạng là đỉnh rồi đó các bạn, rất là đỉnh luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy cái tốc độ mà lưu chụp này kia của nó cũng rất là nhanh ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài so sánh chi tiết ảnh giữa Realme 5 Pro và Nokia N8. Thì mình có tùy chỉnh Nokia N8 là bình thường như này, cái tấm ảnh bình thường như này. Còn Realme 5 Pro mình sẽ bật cái chữ ký lên để các bạn phân biệt được là ảnh chụp do Realme 5 Pro chụp ra ha. Ngoài ra thì ảnh của Nokia N8 sẽ xuất hiện trước và lần lượt sẽ đến Realme 5 Pro để các bạn so sánh liên tục như vậy ha. Đây là chụp ở điều kiện trời nắng buổi trưa nha các bạn. Và điện máy chợ lớn thì các bạn để ý màu vàng giữa hai cái thiết bị này chụp ra rất là khác nhau luôn ha. Trên Nokia N8 thì nó sẽ có cái màu vàng rất là nhạt, còn ở trên Realme 5 Pro sẽ có màu vàng đậm hơn. Còn đây là trái sung nè, đó, ảnh chụp từ Nokia N8 thì nhìn cũng rất là chi tiết luôn. Và qua Realme 5 Pro chúng ta sẽ thấy màu sắc nó tươi hơn. Và các bạn nhìn, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là cái góc chụp của Realme 5 Pro nó sẽ lớn hơn nha bạn. Góc chụp nó sẽ rộng hơn so với Nokia N8. Đó. Đây là chi tiết bông hoa màu đỏ ha, bông hoa chuối. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái bông hoa màu tím ha. Đó, ảnh chụp màu tím từ Nokia N8. Màu tím là một cái màu rất là khó tái hiện nha bạn. Đây thì mình cảm giác là thích màu tím hơn trên N8 nhiều hơn nha. Đó, đây là màu hồng. Có rất là nhiều những cái màu sắc, ví dụ như màu đỏ, màu hồng nữa. Nếu mà những cái camera, những cái cảm biến mà tái hiện không tốt, nó sẽ bị bệt màu lại. Còn ở trên Realme 5 Pro và Nokia N8 thì nhìn vẫn rất là chi tiết ha các bạn. Đó, rất chi tiết luôn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đến với cái hoa mồng gà nha bạn. Hoa mồng gà đó, là một hồi mình sẽ chụp cận cảnh cái hoa mồng gà để cho các bạn thấy được cái chi tiết giữa hai cái thiết bị này, nó thể hiện cái chi tiết ra sao ha. Đây là cũng có thể gọi là màu tím luôn á. Màu tím rất là khó tái hiện nha các bạn. Đó, nhìn màu sắc ở trên Realme 5 rồi thì nó sẽ tươi hơn nha. Đó, đây hoa mồng gà màu đỏ ha, chi tiết rất là tốt, không bị bệt với nhau. Còn đây là cái sự thể hiện của Realme 5 Pro nha. Đó. Còn đây là bông trang ha, chụp cận cảnh thì Nokia N8 thì chụp rất là tốt luôn. Đó, thì Realme 5 Pro. Bây giờ sẽ đến với cái màu xanh. Đó, các bạn thấy màu xanh nó tái hiện như thế nào ha. Màu xanh. Rồi, màu xanh của trên Realme 5 Pro thì nhìn thích hơn. Tiếp theo đến màu vàng của bông thọ nè các bạn. Màu vàng thì cả hai thì mình thấy cái màu N8 nó vàng nhạt hơn các bạn. Chụp xóa phông. Xóa phông đây cũng gọi là chụp cận cảnh nha bạn. Tại vì cái chế độ chụp bông hoa trên N8 á, các bạn chỉnh cái chế độ đó thì nó sẽ ra được cái những cái tấm ảnh như thế này. Còn đây là màu xanh của nha đam. Đó, màu xanh lúc nào thì trên Realme 5 Pro nó cũng tươi hơn, mình thích cái Realme 5 Pro hơn. Màu xanh của chuối ha. Và các bạn cũng để ý cái nền trời luôn ha. Ở trên Realme 5 Pro nó cũng tái hiện cái màu trời là
tư hơn so với Nokia N8 đó. À, nếu mà những cái chi tiết mà ánh sáng bình thường á, thì N8 thể hiện rất là tốt, nhưng mà nếu mà qua những cái chi tiết phức tạp mà có ánh sáng phức tạp á, thì mình thấy là Realme 5 Pro nó thể hiện ổn hơn ha các bạn. Cái đu đủ vừa rồi thì mình thích ở trên N8 hơn ha, còn cái bông mồng gà này thì Realme 5 Pro nó tái hiện nhìn đẹp hơn, thích mắt hơn đó. Thì nếu như các bạn cảm thấy như thế nào và giữa hai thiết bị này, các bạn cũng có thể comment phía bên dưới video luôn ha các bạn. Thì một hồi sẽ đến cái màn là chụp chân dung nha, và mẫu ảnh là mình luôn á, để xem là thử coi cái khả năng mà chụp chân dung của hai thiết bị này nó như thế nào đó. Các bạn thấy cái trái mít nè, ánh sáng phức tạp thì Realme 5 Pro nó tái hiện tốt hơn ha. Đó. Tiếp theo thì sẽ so sánh cái sự chi tiết giữa cái việc mà chụp cái đế dài nha các bạn. Đó, cái đế dài, cái màn thể hiện chi tiết thì bạn thấy cái nào chi tiết hơn ha. Nhìn có vẻ N8 nó chi tiết hơn á. Con chó này nó không có chịu đứng yên để mình chụp rồi, nó cứ nhoi, thành ra nó cũng hơi khác biệt giữa hai bức ảnh ha. Rồi tiếp theo là điều kiện trong nhà nè các bạn. Nokia N8 thì thể hiện cũng được ha. Mặc dù khẩu độ là F2.8 thì nhỏ hơn rất là nhiều so với F1.8 trên Realme 5 Pro. Còn đây là cái nền trời màu xanh giữa hai thiết bị, trong cái điều kiện là nắng nha các bạn. Đó. Thì mình thích cái nền trời của Realme 5 Pro nhiều hơn. Ở đây là ảnh chụp chân dung của Nokia N8 nè các bạn. Các bạn thấy như thế nào ha? Còn đây là chân dung của Realme 5 Pro. Và cái mẫu ở trong hình là mình nha các bạn. Đó. Có thêm cầm cái trái bơm cho nó màu sắc cho nó lạ lạ nữa ha. Đó. Rồi, cái màn chụp chân dung cũng là kết thúc giữa hai thiết bị này. Thì các bạn cảm thấy thích cái ảnh chụp của thiết bị nào nhiều hơn ha? Qua cái video này các bạn nghĩ sao với khả năng chụp ảnh của Nokia N8 ha? Và nếu như các bạn xem nó là một chiếc máy ảnh compact cũ với cái mức giá là 280.000, thì các bạn cảm thấy là cái chất lượng hình ảnh của nó có làm các bạn hài lòng hay không? Thì hãy comment phía bên dưới video ha. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.